hơn tụi mình chờ lâu. Mình phải là tấm gương tiến thẳng về phía trước, bước hành động liên tục. Nhìn lại cuộc đời của mình, Trang cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi bởi vì nếu như Trang không nhận được cơ hội này thì gia đình Trang như thế nào?